Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông sinh năm 1442, là nhà vua thời Hậu Lê, nước ta. Ông là ông vua có thời hạn trị vì lâu nhất thời Hậu Lê với 37 năm, 1460-1497. Trong suốt thời kỳ trị vì, ông đã làm cho nước ta hưng thịnh được sử sách gọi là thời Hồng Đức Thịnh Thế, một trong bốn thời kỳ hưng thịnh nhất của triều đại phong kiến nước ta. Ông là vị vua có tài năng của nước ta. Trong suốt thời kỳ làm vua, ông đã ban bố nhiều chủ trương để tăng trưởng kinh tế tài chính, hành chính, quân sự chiến lược, giáo dục khoa cử. Lao lý ông là người đưa quốc gia lên hàng đại cường, mở ra triều đại hoàng kim trong lịch sử dân tộc phong kiến, Tây Trinh Nam Phạt lan rộng ra chủ quyền lãnh thổ Đại Việt, ảnh hưởng tác động bao trùm toàn cõi khu vực Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!